Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng thưa các bạn, thanh toán, tranh chừng nhau bằng súng không chỉ có trong giới giang hồ, xã hội đen mà còn có những vụ cấp dưới bắn cấp trên vì mâu thuẫn, không những nằm trong hệ thống chính quyền Việt Nam, họ còn có chức, có quyền. Vậy họ là những ai? Chúng ta cùng tìm hiểu. 1. Bắn bí thư tỉnh ủy Yên Bái vì bất mãn sắp xếp nhân sự. Do bất mãn, bức xúc cá nhân trong bố trí sắp xếp nhân sự khi sáp nhập chi cục lâm nghiệp với chi cục kiểm lâm tỉnh, Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng kiểm lâm tỉnh Yên Bái, đã dùng súng bắn chết ông Phạm Duy Cường, bí thư tỉnh ủy Yên Bái, và ông Ngô Ngọc Tuấn, chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Tại buổi họp báo, Trung tá Phạm Anh Sơn, phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Yên Bái thông tin, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 18 tháng 8 năm 2016, công an tỉnh Yên Bái nhận được tin báo về việc ông Ngô Ngọc Tuấn, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, bị bắn tại phòng làm việc. Bên cạnh có ông Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng kiểm lâm tỉnh, nằm gục. Trong khi đang cấp cứu các ông Tuấn, Minh, công an tiếp tục nhận được tin báo ông Phạm Duy Cường, bí thư tỉnh ủy, cũng bị bắn tại phòng làm việc. Do vết thương quá nặng, các nạn nhân đã tử vong chiều cùng ngày. Sau một thời gian điều tra, công an tỉnh Yên Bái xác định khoảng 6 giờ 30 phút ngày 18 tháng 8 năm 2016, ông Minh điều khiển ô tô chở vợ là Nguyễn Thị Thu Hà, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái, đến cơ quan làm việc. Sau đó, ông Minh điều khiển xe đến văn phòng tỉnh ủy, đi bộ lên phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường ở tầng 2. Thấy ông Cường đến phòng làm việc, Minh vào theo và dùng súng K-59 bắn 4 phát vào người ông Cường. Bắn xong, Minh mang theo súng, xách cặp đi xuống ô tô và đi đến đỗ tại sân ban tổ chức tỉnh ủy rồi tiếp tục đi bộ lên phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn, cách phòng làm việc của ông Cường khoảng 150m. Khi đến gần cửa phòng ông Tuấn, Minh gặp lái xe của ông Tuấn và được thông báo đứng chờ vì đang có khách. Khoảng 3 phút sau, đoàn khách ra, Minh đi vào phòng ông Tuấn và khép cửa lại, rồi dùng rút súng bắn 3 phát đạn vào người ông Tuấn, sau đó tự bắn 1 phát vào đầu mình tự sát, Trung tá Sơn nói. Do thủ phạm gây án là Đỗ Cường Minh đã chết, với kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái kết luận Đỗ Cường Minh là thủ phạm duy nhất. Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ vụ án, loại trừ mâu thuẫn làm ăn, ghen tuông. Vẫn theo ông Sơn, quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái đã làm việc với chi cục kiểm lâm và anh chị em trong gia đình Đỗ Cường Minh, nhưng không ai biết về mâu thuẫn và động cơ gây án của Minh là gì. Bản thân ông Minh không vay nợ cơ quan và các anh chị em trong gia đình. Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh nhưng không phát hiện có dấu hiệu của động cơ gây án là do ghen tuông tình ái. Không có dấu hiệu của việc mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế và không có động cơ mục đích chính trị. Trung tá Sơn thông tin thêm, thời gian tháng 4 và tháng 7 năm 2015, ông Phạm Duy Cường nhận được 2 lá đơn, nạc danh, tố cáo tham nhũng tại chi cục kiểm lâm tỉnh và giao cho công an tỉnh Yên Bái xác minh. Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức xác minh, đến ngày 10 tháng 8 năm 2016 có kết quả như sau, quá trình thực hiện dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Yên Bái. Ban quản lý dự án và hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn để xảy ra một số sai phạm, song chưa phát hiện dấu hiệu tư lợi cá nhân. Cơ quan chức năng xác định, trách nhiệm của ông Minh là người quản lý, điều hành chung hoạt động của dự án. Trong quá trình thanh quyết toán đã trực tiếp ký duyệt vào các chứng từ chi ngoài quy định, ông Sơn thông tin. Từ kết luận trên, ngày 17 tháng 8 năm 2016, Thường trực tỉnh ủy Yên Bái đã họp và giao công an tỉnh Yên Bái chuyển hồ sơ kết quả xác minh tố cáo trên cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái chỉ đạo tập thể, cá nhân kiểm điểm sai phạm. Bất mãn vì sắp xếp nhân sự. Đối với kết quả điều tra về việc sắp xếp, bố trí vị trí công tác của ông Đỗ Cường Minh, cơ quan điều tra cho biết, thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tỉnh ủy. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng đề án, trong đó có nội dung sáp nhập chi cục lâm nghiệp vào chi cục kiểm lâm. Cuối tháng 7 năm 2016, ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái đã làm việc với ông Ngô Ngọc Tuấn, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy để bàn về cơ cấu nhân sự. Trong buổi làm việc, ông Ngô Ngọc Tuấn cho ý kiến là tổ chức bỏ phiếu thăm dò chức danh chi cục trưởng chi cục kiểm lâm cho ông Kiều Tư Giang, chi cục trưởng lâm nghiệp. Đến sáng ngày 26 tháng 7, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã họp, lấy ý kiến giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức vụ chi cục trưởng kiểm lâm. Tuy nhiên, trước khi cuộc họp diễn ra, ông Tuấn đã điện thoại chỉ đạo tiến hành bỏ phiếu thăm dò chức danh chi cục trưởng kiểm lâm đối với cả ông Kiều Tư Giang và Đỗ Cường Minh. Kết quả cuộc bỏ phiếu không được công bố mà niêm phong lại và được ông Phạm Tiến Hưng,
trưởng phòng tổ chức cán bộ ban tổ chức tỉnh ủy mang về ban. Sau đó, ông Ngô Ngọc Tuấn điện thoại gọi ông Trần Thế Hùng đến phòng làm việc và nói trong thời gian tới tạm thời sẽ đưa ông Mai Mộng Tuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiêm chức danh chi cục trưởng Kiểm lâm và giao sở này làm quy trình để ông Tuân kiêm chức danh trên, tất cả chỉ là trao đổi miệng. Tiếp đến, ngày 7 tháng 8 năm 2016, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã họp, ra nghị quyết và làm tờ trình báo cáo tỉnh ủy. Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định ông Tuân kiêm chức danh chi cục trưởng Kiểm lâm, còn ông Kiều Tư Giang, Đỗ Cường Minh, Nguyễn Đức Thiện, Đào Đình Khoa giữ chức phó chi cục trưởng. Đáng chú ý, quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã làm việc với bà Nguyễn Thị Thu Hà, vợ ông Đỗ Cường Minh. Bà Hà cho biết, trong cuộc sống gia đình giữa bà Hà và ông Minh không xảy ra mâu thuẫn, rất hạnh phúc. Trước ngày Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn họp, lấy ý kiến về việc giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức vụ chi cục trưởng Kiểm lâm vài hôm, ông Minh có nói, với bà Hà là đã lên gặp ông Phạm Duy Cường để đề đạt nguyện vọng muốn làm việc ổn định tại chi cục Kiểm lâm và ông Cường nói với ông Minh thích làm ở đâu ổn định thì cứ ở đấy. Hôm trước khi xảy ra vụ án, Minh vẫn đi làm bình thường nhưng buổi tối thì thấy buồn và chằn trọc khó ngủ. Đến sáng, ông Minh dậy dọn dẹp nhà sau đó hai vợ chồng ăn sáng tại nhà. Đến khoảng 6 giờ 30 phút, ông Minh lái ô tô đưa bà Hà đi làm. Đồng thời bà Hà cũng cho biết, ông Minh không làm ăn kinh tế gì với ông Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn, ông Sơn thông tin. 2. Vụ nguyên đại úy cảnh sát giao thông Suối Tre bắn trạm phó. Theo kết quả điều tra, ngày 22 tháng 9 năm 2013, Chí được Thiếu tá Sơn mời về thị xã Long Khánh nhậu mừng lên quân hàm. Sau cuộc rượu đầu, nhóm của ông Sơn đến quán karaoke Hân Linh, thị xã Long Khánh, tiếp tục uống bia, hát hò. Lúc này, thuộc cấp của ông Sơn là Ngô Văn Vinh, nguyên đại úy, công tác tại trạm Suối Tre, hát phòng bên cạnh đã sang giao lưu. Gặp Chí, đại úy Vinh hỏi, lúc này nghe nói mày làm ăn được lắm, còn thằng anh mày thì sao? Cho rằng Vinh có cách cư xử không lịch sự nên Chí phản ứng, mày học chung với tao một lớp, sao lại kêu anh tao bằng thằng? Mày biết anh tao bao nhiêu tuổi chưa? Khi mọi người trong bàn nhậu tiếp tục uống bia, Vinh mời Chí uống nhưng anh này từ chối. Trong lúc cự cãi, anh này dùng ly bia đánh vào mặt đại úy Vinh làm anh này mẻ răng, rách ra sống mũi, chảy máu. Thấy thượng cấp của mình binh vực Chí, đại úy Vinh bỏ về trạm, chuẩn bị súng đạn, chờ ông Sơn về để giải quyết mâu thuẫn. Đến 17 giờ cùng ngày, thiếu tá Sơn về trạm. Dù biết cấp dưới cầm súng, nhưng ông này vẫn thách thức, đánh vào mặt Vinh ba đấm. Vinh chạy đến đầu giường rút khẩu súng thì bị ông Sơn giằng co. Một viên đạn bay ra trúng vào thượng úy Đoàn Thanh Phú đang đứng gần. Sau đó mọi người nghe nhiều tiếng nổ tiếp theo. Khi Chí và mọi người chạy vào thì thấy ông Sơn nằm trên vũng máu. Theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y Đồng Nai, Ngô Văn Vinh bị Chí gây thương tích ở cánh mũi trái, tỷ lệ thương tật 11%. Việc Chí gây thương tích cho Vinh và Vinh bắn chết cấp trên được ngành chức năng tách thành hai vụ án riêng. Trong đó, Công an thị xã Long Khánh tiếp nhận, điều tra hành vi cố ý gây thương tích đối với Trương Thành Chí. Về vụ đại úy Ngô Văn Vinh bắn chết thượng cấp, Tòa án Nhân dân Đồng Nai đưa ra xét xử vào cuối tháng 6 vừa qua và tuyên phạt 9 năm tù về tội giết người. Ngoài mức án trên, hội đồng xét xử buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 170 triệu đồng, cấp dưỡng cho hai con của nạn nhân 10 tuổi và 13 tuổi cho đến lúc đủ 18 tuổi. 3. Lê Văn Hùng cán bộ trại giam bắn cấp trên. Được giao súng để đi giám sát hai phạm nhân lao động trong phân trại, một cán bộ trại giam Nghĩa An thuộc Bộ Công an, đóng tại huyện Cam Lộ, Quảng Trị đã bắn chết cấp trên bằng hai phát đạn. Ngày 27 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng liên quan đến một cán bộ tại phân trại số 2, thuộc trại giam Nghĩa An, đóng tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị can Lê Văn Hùng 10 năm tù giam. Trong đó 9 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị, chiều ngày 23 tháng 8 năm 2015, Lê Văn Hùng, sinh năm 1981, trú tại Triệu Ái, Triệu Phong, cán bộ phân trại số 2, trại giam Nghĩa An, nhận phạm nhân đưa đi lao động tại khu vực vườn rau của phân trại. Lê Văn Hùng được giao một khẩu súng K-59 và 6 viên đạn để thực hiện việc giám sát hai phạm nhân. Đến 15 giờ, phó phân trại số 2 là Trần Đức Hùng cùng một cán bộ trực đến vị trí Lê Văn Hùng. Trong cuộc tiếp xúc này, phó phân trại Trần Đức Hùng có nhiều lời nói nhục mạ, xúc phạm Lê Văn Hùng. Sau vài phút tranh cãi, Lê Văn Hùng rút súng bắn một phát nhưng không trúng Trần Đức Hùng.
Trần Đức Hùng xông đến cướp súng nhưng không được nên buông lời thách thức Lê Văn Hùng bắn chết mình. Lê Văn Hùng bắn một phát trúng vào cổ Trần Đức Hùng khiến Phó Phân chạy ngã về phía sau. Tiếp đó Lê Văn Hùng bước đến gần rồi bắn vào đầu Trần Đức Hùng thêm một phát nữa khiến Trần Đức Hùng chết ngay sau đó. Lê Văn Hùng vứt súng bỏ chạy vào rừng và đến khoảng 17 giờ ra tự thú. Trần Đức Hùng được xác định chết do vỡ xương hộp sọ, xuất huyết não do tác động của đạn bắn. Tại phiên tòa, Lê Văn Hùng đồng ý với nội dung của bản cáo trạng. Hội đồng xét xử phân tích bị can phạm tội trong trạng thái bị kích động do trước đó đã sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, xét nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tuyên Lê Văn Hùng 10 năm tù giam. Ngoài ra, Lê Văn Hùng phải đền bù thiệt hại về vật chất và tinh thần cho gia đình bị hại 124 triệu đồng và cấp dưỡng mỗi tháng 2 triệu đồng cho hai con nhỏ của bị hại đến khi đủ 18 tuổi. Vâng thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất.